Đó cũng là trận đấu giúp họ có rất nhiều lợi thế để có thể có được vị trí đầu bảng sau khi vòng bảng kết thúc. Danh Thị Anh Thư, số 46 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh, số 47 Nguyễn Huỳnh Anh, số 53 Lý Gia Hân, số 65 Trà Thị Út. Huấn luyện viên trưởng của cao thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh là huấn luyện viên Lưu Ngọc Mai. Nguyễn Thị Huế đánh đầu, không vào. Tình huống đánh đầu cầu Âu rất nguy hiểm của Phạm Hải Yến, nhưng vẫn chưa có bàn thắng dành cho đội bóng áo đỏ. Pha bóng càn lướt của Nguyễn Thị Huế đã mang tới cơ hội cho Phạm Hải Yến. Tình huống đánh đầu của Hải Yến cũng là rất khôn ngoan và có ý đồ. Thế nhưng bóng lại không đi trúng khung thành của thủ môn Kiều My. Hải Yến. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đã đến với cao thủ Hà Nội. Sau rất nhiều nỗ lực tấn công thì cuối cùng người ghi bàn cho cao thủ áo đỏ lại là đội trưởng Phạm Hải Yến, với một tình huống chạm bóng rất đơn giản. Cầu thủ mang áo số 12 Phạm Hải Yến mở tỷ số trận đấu. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn đã có được niềm vui sau hơn 30 phút thi đấu. Một tình huống mà Hải Yến đã chạm bóng rất đơn giản sau pha kiến tạo của Thanh Nhã. Hải Yến 2-0 cho cao thủ Hà Nội. Đầu hiệp 2 thì mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với cao thủ Hà Nội. Vẫn là một tình huống chạm bóng rất đơn giản, nhưng hiệu quả của số 12 bên phía cao thủ Hà Nội và bàn thắng thứ 6 đã đến với Hải Yến tại Cúp Quốc gia năm nay. Một tình huống phối hợp giữa Nguyễn Thị Huế và Phạm Hải Yến. Một pha vẩy má ngoài có thể nói là rất tinh tế của tiền đạo bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Bóng đi hiểm hóc và không cho thủ thành Kiều My bên phía cao thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh có bất cứ cơ hội nào. Bùi Thị Trang chống trái, cú đá rất hay của Bùi Thị Trang và tỷ số được nâng lên 3-0 dành cho cao thủ Hà Nội. Tình huống phối hợp nhanh giữa Hải Yến và Bùi Thị Trang. Cú đá có lực rất tốt của tiền vệ mang áo số 7 bên phía câu lạc bộ Hà Nội. Tình huống triển khai bóng nhanh và cú đá hiểm hóc của Bùi Thị Trang đã giúp cho cao thủ Hà Nội nâng tỷ số lên 3-0. Trong hiệp 2 thì mọi thứ đang diễn ra một cách thuận lợi hơn với đội bóng áo đỏ. Bùi Thị Trang có thể hình tương đối khiêm tốn. Như vậy là bàn thắng thứ 4 đã đến với cao thủ Hà Nội. Đó dường như là bàn thắng của Nguyễn Thị Vân Anh. Cuối cùng thì sau rất nhiều tình huống lên tham gia tấn công thì cao thủ Hà Nội đã có được tình huống ghi bàn từ một pha đá phạt góc. Như vậy không phải Vân Anh là người ghi bàn mà Vũ Thị Nhung, người vào thay Phạm Hải Yến trong hiệp 2, là người đã có được bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 cho cao thủ Hà Nội. Một tình huống mà thủ thành Kiều My đã mắc sai lầm khiến cho cao thủ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phải nhận bàn thua thứ 4 ở trong trận đấu ngày hôm nay. Và đúng lúc này thì trọng tài Vũ Thị Hậu cũng đã nổi còi kết thúc 90 phút thi đấu giữa cao thủ Hà Nội và đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.